Xin chào tất cả quý vị nhá. Mời quý vị cùng đến với hội chợ tình Bắc Khuông nhá. Ở Thiện Thuật Bình Gia Lạng Sơn nhá quý vị. Hội đề năm nay diễn ra trong vòng 3 ngày liền nha quý vị. Ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 4 năm 2024 âm lịch nha quý vị. Nhưng mà ngày chính hôm nay vẫn là ngày mùng 2 nha quý vị. Ngày mùng 2 thì sẽ khách ở những cái nơi xa là về là đông nhất nha quý vị. Đây này, có khung dệt vải nha quý vị. Còn đây là những cái bộ mà trang phục truyền thống dân tộc Nùng ở đây nha quý vị. Áo con công, hoa đỏ. Quý vị cũng đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Đây là các anh chị hát xì đây. Mấy cô có áo hồng đẹp vơ. Các cô cũng dân tộc Nùng à? Vâng. Đấy. Mấy chị cũng hát à? Không biết hát. Chắc là mình không hát được chứ. Đây có chị Giao bán thuốc đây. Đây thì có rất nhiều các trò chơi nè, mấy cả đồ ăn nha quý vị. Phụ kiện điện thoại nữa nè. Trời lại bắt đầu mưa nha quý vị. Gì cũng có, dán cứ lực bảo vệ máy, dán chống bắt tay và chống nhìn trộm. Tuấn phụ kiện, chúng ta mua sắm phụ kiện. Rất là nhiều hàng nha quý vị. Đó, chị Giao bán thuốc nữa. Phần mây đen nó ở phía đằng sau này nhá, đằng sau nha quý vị. Hát xì bài nào chưa chị? Hết mưa rồi nhờ, mưa nhỏ thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đoạn đấy là chỗ nào? Mưa xong là mọi người ra rất là đông nhá, bởi vì là lúc nãy mọi người trú mưa. Hello chị nhá. Đây bán rất nhiều đồ ăn. Ở đây để bán rất nhiều là rau quả nha. Bán nhà này mình phải kiếm được.
cả máy. Ở khu vực này thì có sân khấu biểu diễn văn nghệ nha quý vị. Còn đây là gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản của các xã nha quý vị. Biểu diễn múa dân tử ấy. Đang biểu diễn múa dân tử nào. Thank you.
khu này mọi người tập trung hát xì cũng rất là nhiều nha quý vị. Này là dễ ra chợ rồi nhá. Đây là hướng ra cầu Bắc Khu nha quý vị. Đường này sẽ đi nối thông sang Bắc Cạn. Ở đây sẽ có các điểm để chặn xe và không vào được vào chợ nha quý vị, để chống tắc đường nhá. Đây mọi người đang chờ xe về đây. Bây giờ là 5:30 rồi nha quý vị nhá. Mình những người ở xa thì đã bắt đầu về dần rồi nha quý vị. Tối vẫn có chương trình văn nghệ nhá, ngày mai cũng có này, ngày kia vẫn còn nha quý vị. Chị bao nhiêu cân đấy chị? Dạ dưới á.
Đây nha quý vị, hội đã tan rồi nhá. Về à chị ơi? Về à? Vâng, về. Bán được nhiều không? Bán được bình thường thôi. Vâng. Mai còn đi nữa không? Mai không mưa thì có, nhưng mà mưa thì... Vẫn hội này chứ hay hội khác? À vâng. Bán được nhiều chưa các chị? Có hát si không các chị? Thì quý vị mọi người đứng ở đây chờ nhau và là về xe về. Mọi người có thể nhìn thấy chương trình của 3 ngày ở đây nhá. 12 giờ. Tắt điện thì mà. Đang 7 giờ 7 rưỡi là 9 giờ 10 giờ. Về á chị. Đây chương trình văn nghệ đây, 3 ngày đây nha quý vị. Ngày mai là ngày mùng 10 nè, từ 8:30 có xin đồng công thương nè. Tối mai là có lửa chọi nhá. 20 giờ 22 giờ 30 này, ngày 4 này có các hoạt động kéo sợi giã gạo sáng tạo này. Chung kết giải bóng truyền thống điện thoại bóng. Năm nay ở đây có một cái quán rất là rộng nha quý vị nhá. Mọi người để ăn uống lượn quay ở đây. Taxi trú mưa ngắm cảnh đằng sau nó rất là rộng chỗ, thoáng mát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra thị trấn Bình Gia nha quý vị. Không biết sao mà có đến bàn này hay gì? Đi á. Hả? Rồi có cái bối sổ bên. Đi các bạn. Đón xem nha, quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị nha. Bây giờ các hàng quán đã chuẩn bị lên, đã lên đèn nha.